Một kẻ kiêu ngạo. Wow, đã sáng rồi đấy. Mặt trời lên cao từ lâu rồi, cô gái nhỏ ạ. À, đúng là bóng cải ham ngủ. Gì mà ồn ào thế chứ? Ồ, xem kìa, một cậu nhóc mới đáng yêu làm sao. Đúng là điềm lành, điềm lành. Tôi có thêm bạn ở đây này mọi người ơi. Ơi da. Hừ, gì mà cậu phải nhặn lên thế? Chúng tôi cũng có giống cậu đây này. Ừ, đó là những bụi cỏ dại thôi. Rồi đến ngày làm vườn, chủ trại sẽ nhổ hết chúng đi thôi. Hả? Nhổ mình đi á? Bắt cà chua, nhổ hết đi là sao ạ? À? Vì chúng là cỏ dại, cháu không biết chứ cỏ dại mọc lên chẳng phải điềm lành gì đâu. Mà chúng sẽ hút đi mất nhiều dinh dưỡng ở đất, khiến chúng ta không phát triển được. Làm sao có chuyện đó được chứ? Nó chỉ là đứa nhóc bé tẹo thế kia, còn đất thì có thiếu gì đâu mà ảnh hưởng khiến chúng ta không phát triển được. Để rồi mai này cháu sẽ thấy. Chị bông cải, em có làm gì đâu, sao lại bị nhổ đi chứ? Em sợ lắm. Nín đi, chị sẽ không để họ nhổ em đi đâu. Bông cải, cháu không giữ cỏ dại lại được đâu. Ồ, cháu sẽ bảo vệ em ấy đấy bác ạ. À, chủ trại đến nhổ cỏ rồi mọi người ơi. Chị bông cải ơi, làm sao bây giờ? Em đừng sợ, cứ ở yên đó. Đừng. Chú trại đi rồi, may quá. Bông cải xanh, cháu định bao che cho cỏ dại đến khi nào? Cháu càng giữ nó lại thì sẽ càng chỉ có hại cho cháu thôi. Bác cứ nói thế, cháu nhất định không để chủ trại nhổ em cỏ của cháu đâu. Thời gian sau. Hơi, vướng víu quá. Cứ bị chắn bên trên thế này thì làm sao mà mình vươn lên được chứ? Kìa nhóc con, em chịu khó chút chứ. Nếu vươn ra ngoài chủ trại thấy em thì sao? Em giờ cao lớn, tươi tốt thế này, lẽ nào chủ trại lại nhổ bỏ em? Có chị gầy gò mới bị chủ trại nhổ đi đấy. Cậu cỏ kia đúng là quá đáng. Bông cải đã che chở cho cậu từ bé mà cậu lại nói thế à? Đành đằng chị ấy đã giúp cháu, nhưng chị ấy ở bên trên che hết nắng, hết mưa của cháu. May mà cháu vẫn lớn được đến bây giờ. Từ giờ cháu sẽ chẳng cần và không nấp dưới bóng của chị ấy nữa. Chắc hẳn chủ trại sẽ nhổ bỏ chị bông cải gầy gò cho mà xem. Thế là mình sẽ được sống thoải mái vươn lên rồi. Hả? Sao lại có bụi cỏ lớn thế kia? Không, chị bông cải, cứu em với. Xem kìa, mày bị cỏ hút mất dinh dưỡng đến mức héo úa thế này đi. Từ giờ thì sống khỏe mạnh và nhanh lớn nhé. Kìa bông cải xanh, em cũng nghe người chủ trại nói rồi đó thôi. Em còn buồn gì vậy? Bông cải xanh à, bác biết cháu vốn lương thiện và yêu quý cậu nhóc cỏ dại. Nhưng hãy nhìn cháu xem, trước tiên cháu phải làm điều đúng đắn cho bản thân mình đã. Sinh ra là phận cỏ dại, nên mình phải nhận kết cục thế này đây. Cỏ dại à, kết cục này là không thể thay đổi được. Cậu đã lấn chiếm hết chỗ của người khác. Đã vậy, được cải xanh che chở lại còn vô ơn bội nghĩa, lấy oán trả ơn, còn than trời trách phận gì nữa. Còn bông cải xanh, đừng có trao nhầm tình yêu thương vào những kẻ như cỏ dại. Đừng buồn cháu nhé. Vâng ạ. À,